Vụ Hồng Đăng Hồ Hoài Anh vướng ồn ào, cô gái tại Tây Ban Nha đã đến bệnh viện kiểm tra sẵn sàng tố tụng. Ngày 1 tháng 7, các trang tin mạng xã hội ở Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc hai nam nghệ sĩ bị cáo buộc tấn công tình dục ở Tây Ban Nha. Chia sẻ với VN Express, phát ngôn viên cơ quan cảnh sát Mallorca, Tây Ban Nha cho biết một người sinh năm 1980, một người sinh năm 1984, song họ từ chối cung cấp danh tính và không rõ nghề nghiệp. Hiện tại, hai người này có thể đã được tòa án cho tại ngoại. Truyền thông địa phương ở Tây Ban Nha đưa tin, hai người đàn ông đã trình diện trước tòa vào ngày 28 tháng 6 và hiện đã được tại ngoại. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn bị giới chức giữ hộ chiếu. Đáng chú ý, trang Việt Nam Insider còn tiết lộ những tình tiết gây choáng khác. Cụ thể, cô gái được đưa về nhà hàng sau khi vụ việc xảy ra. Người dân phát hiện có hai người đàn ông trốn ở bụi cây gần đó để quan sát. Khi biết bị phát hiện, cả hai đã cố gắng bỏ đi. Người dân nhanh chóng đuổi theo, bắt được hai người đàn ông sau khoảng 30 phút. Trong lúc chờ cảnh sát đến làm việc, cả hai đã cố gắng bỏ trốn một vài lần nhưng không thành công. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ có lời khai ban đầu rằng mình chỉ trò chuyện với cô gái ở bờ biển. Nam diễn viên thì cho biết bản thân không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô gái bị hại trong vụ việc thì tiết lộ, hai người đàn ông đã chủ động tiếp cận sau khi thấy cô ra ngoài nhà hàng hút thuốc. Họ có hành vi xâm hại đến nữ du khách này. Gia đình sau khi biết được vụ việc đã lập tức đưa cô đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Theo Major, một trang tin uy tín tại Anh, thì trước khi đến báo cảnh sát, cô gái 17 tuổi này đã được gia đình đưa tới bệnh viện John S. Bassett ở thủ đô Palma của Masuka và được bác sĩ thăm khám kiểm tra như một phần của quy trình tố tụng. Trước những thông tin trên, cư dân mạng tiếp tục bày tỏ quan điểm khá gay gắt, nhiều lời mỉa mai công kích nhắm vào hai nam nghệ sĩ. Họ cho rằng hành động của cả hai là đáng lên án, không thể bào chữa. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ về nguồn tin trên. Hiện tại, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, thay vào đó là những thông tin trôi nổi trên mạng xã hội. Dù danh tính hai nghệ sĩ chưa được tiết lộ, song cái tên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh liên tiếp được người dùng mạng xã hội nhắc tới. Theo thống kê trên Google thịnh hành, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh hiện là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất. Hồng Đăng sinh năm 1984, 37 tuổi, Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, 42 tuổi. Và thời điểm này, hai nghệ sĩ đang đi cùng nhau trong chuyến du lịch châu Âu. Những thông tin trùng hợp này đã khiến hai nghệ sĩ bị nhắc tên. Theo thông tin chia sẻ trên Facebook cá nhân, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cùng đoàn khởi hành vào ngày 17 tháng 6, rồi lần lượt đến Italy và Tây Ban Nha. Họ đăng tải nhiều hình ảnh khi tham quan đất nước này. Trong video phát trực tiếp hôm 24 tháng 6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cho biết họ đang có mặt tại một sân golf ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Ngày 24 tháng 6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh không cập nhật thông tin gì thêm. Ngày 1 tháng 7, khi ồn ào xảy ra, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nơi Hồng Đăng công tác cho biết diễn viên này xin phép đi nước ngoài nhưng chưa được ký xác nhận. Ông Trung Hiếu nói ông nhận được tin Hồng Đăng mất điện thoại, song chưa liên hệ được với nam diễn viên để nắm thông tin cụ thể. Yêu cầu báo cáo nghi vấn diễn viên Hồng Đăng bị điều tra ở nước ngoài. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu và liên quan đến một vụ việc đang được điều tra. Diễn viên này thuộc biên chế của Nhà hát kịch Hà Nội, vì vậy Sở Văn hóa đã giao Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội có báo cáo chính thức về nội dung này. Sở sẽ thông tin chính thức với cơ quan báo chí sau khi có báo cáo, ông Tài nói. Ra soát các chương trình có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tờ Dân Việt ngày 1 tháng 7 vừa qua đã đưa tin, Đài truyền hình Việt Nam phát thông báo nội bộ với nội dung về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn.